Vâng, em xin chào quý vị. Nói thì ở trong clip này em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái đôi loa mini của dòng Đề Nông quý vị nhá. Con này là con Đề Nông, mã của nó hình như là MG33 hay 55, em quên tên rồi. Đây, Đề Nông SC-MG55. Công suất của nó là 50W, chở khoảng là 6 ohm. Đấy. Và đôi này thì có series là 7561 nhá, 7561. Đấy. Đấy, loa nó về đây. Đấy, hình thức của nó thì còn rất là ok. Còn tất nhiên đây là hàng bãi hàng cũ. Đấy, thì nó trên cái loa này thi thoảng nó có một vài vết xước sát một tí thì nó không cháy được 100%. Nhưng nếu nhìn tổng thể ở đây thì quý vị thấy là nó còn đẹp này. Đấy. Thấy không ạ? Đấy. Này. Em đang quay rất từ từ. Thì quý vị có thể xem và chúng ta tự chúng ta đánh giá. Đây. Mặt trước của loa đây. Đấy. Bên tay trái. Còn đây nó bên tay phải. Hai sườn nó đang bị khuất thì đây. Đấy, quý thế không nào đẹp đúng không ạ? Nó rất là đẹp. Đấy. Nó làm cái mặt bích nhựa của các cái tép và cái viền của cái loa bass nó đều là cái dòng nhựa bóng. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó có thể xoay gương vào trong luôn. Đấy, rất là đẹp. Đó. Con này thì ngoài cái việc mà bày đẹp ra thì chất âm của nó cũng rất là hay. Đấy, tuy nhiên trước khi đến chất âm của nó thì em sẽ đo kích thước cho quý vị. Để cho quý vị là hình dung cho nó dễ cái kích thước của loa. Đấy. Đấy, cái loa này thì ở đây kích thước của nó như sau này. Đây là dòng loa mini nhá. Đấy, kích thước của nó như sau này. Kích thước của nó chiều ngang là 16 cm. Chiều sâu của loa là 21,5 cm và chiều cao của loa là đi 26,5 cm. Đấy. Loa này nếu đo hết bên viền bên ngoài của nó thì kích thước của theo chiều viền bên ngoài là 14 cm. Nếu đo hết theo cái đường bầu dục đây. Đấy, thì nó là đi 15,5 cm, còn nếu đo theo cái viền loa bên trong ở đây, cái viền của cái gân nhá thì nó là 13 cm. Đấy, thì chả biết tại sao có bác cứ thích đo gân. Đấy. Nhưng mà thôi em cứ phải đo bởi vì là nó là cái sự tranh cãi trong cái cộng đồng người mua và người bán về vấn đề bát loa, em cứ đo lên thì quý vị nào thấy đâu là kích thước của bát thì chúng ta theo cái đó nhá. Còn theo em thì đây là bát 14. Đấy. Quan điểm cá nhân của em là bát 14. Đây. Hàng về căng cái kia còn rất là ok. Rất là khá là ok luôn. Như thế này là rất đẹp rồi nhưng mà là khá ok đó, bởi vì là có nhiều con nó về nó không được như này đâu. Nhiều cái nó về nó rách hết cả ê căng rồi, thậm chí là các cái lưới này nó gãy hết rồi, nó không được như này đâu. Đấy, ok nhé, thì bây giờ em sẽ ghép một cái con âm ly vào đây, ghép một cái cục sắt vào đây và để cho quý vị nghe thử chất âm của cái đôi loa Đề Nông MG33 này, à MG55 này nhé. Vâng. Đây, thì xin mời quý vị nghe một đoạn chất âm của con Đề Nông MG55 này nhé. Bác nào mà thích cái giải tép nó nhiều và thích cái giải bát nó sâu nó ấm ấy thì đây là dòng loa nghe nhạc có cái chất bát nó rất là ấm và chất chép nó cũng rất là mịn nhé. Đấy. Tơi. Hoa nắng ươm đầy đẹp tựa như lá mê bay. Còn bên cạnh nó đây là có cái con này là con giải mã 155 GX khi công suất. Đấy, thì con này thì giá của nó nếu bác nào hỏi nhá, bác nào đang hỏi thì con này nó là 1.450.000, có chỉnh bát tép như mật máy, dòng đời cao, có công nghệ giải mã DNA02, DNA02 không bồi. Đấy, còn bây giờ xin mời quý vị nghe chất âm của con Đề Nông MG55 này.
xa xa nhau. Lúc hè về phương xa tụm buồn, nếu tường thành đô ơi ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao, biết rằng người yêu đang mong xiên hiếu rộng lứa con đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai em cố quên đi. Thương nhớ làm gì tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển nhá. Thì con đền ông MG55 này thì đấy, chất âm của nó các anh nghe rồi đấy. Thì giá của con này nhá thì nó là đi 1.290.000. Thì bác nào mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0978916682 hoặc là 0966594581 để đặt hàng nhá. Vâng, xin chào các anh. Vâng.